có ý thức được là người ta phải bảo vệ con người ta trước. Đó, thế thì chị thấy cái này là rất là tốt, bởi vì là thực ra con mình cũng ở trong cái nhóm học sinh như này, chưa lên xe người ta đã chưa được an toàn, nên là người ta phải làm như này, cái hàng rào chắn như này. Mà có những người hàng rào chắn như này còn cố tình người ta bấm còi để người ta đi cơ. Qua có những bạn nhá, chị đã phải nói rằng người ta, em có nhìn thấy gì không, vì là người ta để người ta là người nước ngoài mà ta như thế này, khi mà cái hàng rào chắn còn cố tình để lao lên, không hiểu là những người đó nghĩ gì mà con nó đứng ngay đây như này mà toàn trẻ con thôi. We'll be right back.